Mẹ mìn trong truyền thuyết là ai? Chúng ta thường nghe từ mẹ mìn bắt cóc. Vậy mẹ mìn có nghĩa là gì? Ở xứ Dừa có một người con gái xinh đẹp tuổi vừa 18, mẹ mất sớm, cha cờ bạc, phải mót cá mưu sinh dưới chân cầu Rạch Miễu. Một lần có người nữ sinh nhảy sông, trôi giạt tới gần chỗ cô khiến cô rất ám ảnh. Đêm đến cô đang ngủ thì nghe có tiếng. Cô hỏi, ai đó? Thì không có ai trả lời. Cô đang định đi ngủ tiếp, bỗng một tiếng động lớn. Cô bật dậy, hoảng hốt nhìn ra phía cửa, nhưng vẫn không có gì. Cô chưa kịp định thần, thì một giọng nói ma mị vang lên. Mở cửa! Mở cửa đi! Tại sao đóng cửa vậy? Sợ cái gì? Cùng lúc đó cánh cửa bật ra, trước mắt cô là một người phụ nữ hung hãn cùng vài tay giang hồ. Kể từ đó cô mất tích, dù chỉ là đồn thổi nhưng ai cũng gọi người phụ nữ kia là mẹ mìn. Từ điển không có gốc tích về mẹ mìn, nhưng thời thực dân Pháp đô hộ nước ta có nhiều từ được Việt hóa như khúc mì tên và được Việt hóa rút gọn thành mìn.